Xin chào mọi người, sau 2 tuần vắng bóng thì hôm nay chúng mình đã trở lại với bộ phim hoạt hình Tuyệt Thế Đường Mòn. Cuối video trước, Minh Đức Đường đã bị tập kích bằng rất nhiều quả bom, một nơi có phòng ngự nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có kẻ to gan dám tấn công. Hung thủ làm chuyện đó chính là bản thể Tông, bọn chúng không ngần ngại ra tay hạ sát học viện của Minh Đức Đường. Đối mặt với toán cao thủ có hồn lực cao cường, các học viên dù có hồn đạo khí trợ giúp thì cũng không thể chống lại. Rất nhiều người đã bị tiễn xuống đất mẹ. Hành động ra tay tàn ác này giống như là giữa hai thế lực đã có thù hận sâu đậm, không nỡ nhìn bọn chúng tàn sát trắng trợn. Hoắc Vũ Hạo định xuất thủ nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị đứng hình lại. Lần này cường giả mạnh nhất của bản thể Tông là Độc Bất Tử cũng đến. Lão phóng ra một trận mưa độc, chỉ cần bị một giọt mưa dính vào người thì cơ thể sẽ bị ăn mòn đến không còn xương. Kính Hồng Trần nhanh chóng có mặt. Tiếc rằng trước khi ông ta kịp tới thì đã có rất nhiều học viên ngã xuống. Độc Bất Tử hoàn toàn không sợ, lão còn hô hào đàn em xông lên. Phía Minh Đức Đường sử dụng hồn đạo khí bắn trả lại. Bên dưới mặt đất giao tranh kịch liệt, trên không trung, Kính Hồng Trần lấy ra vài chục khẩu pháo nhắm về phía kẻ địch. Dự định là để cho Độc Bất Tử có đi mà không có về. Độc Bất Tử chủ động lao lên đánh trực diện. Dựa vào lợi thế vu hồn, Độc Bất Tử sẽ chiếm được ưu thế nếu như đánh cận chiến. Đánh cho Kính Hồng Trần lép vế hoàn toàn. Kính Hồng Trần lại không chịu thua, ông tập trung sức mạnh vài chục khẩu pháo lại một chỗ, tạo ra một quả cầu sức mạnh khổng lồ tấn công kẻ địch. Độc Bất Tử bị đánh trúng, tưởng rằng lão ta sẽ phải trọng thương nặng, nhưng ai ngờ vẫn còn đứng dậy phản công. Phóng về phía Kính Hồng Trần vài luồng kình lực, ép lui ông ta. Từ đầu đến cuối, Độc Bất Tử lại bất chấp tổn hại bản nguyên để tạo ra sức mạnh, chứ không mở ra vũ hồn để chiến đấu. Nguyên nhân là không chịu thừa nhận thân phận. Chỉ cần không nói ra thân phận thì hung thủ tấn công chính là người thần bí. Kính Hồng Trần sẽ chẳng làm to chuyện được. Còn nếu như nói ra thân phận thì bản thể Tông và Minh Đức Đường sẽ khó tránh một trận chiến. Đến lúc đó tổn thất sẽ cực kỳ nặng nề. Kính Hồng Trần ra lệnh cho học viên khởi động trận pháp. Ngay lập tức, cơ quan được khởi động. Đây là món hồn đạo khí cấp 8. Số lượng không phải là một món mà có đến cả chục món. Hồn đạo khí cấp 8 cùng nhau phóng ra kinh lực, sức mạnh quá khủng khiếp, người của bản thể Tông bị đánh cho tơi tả. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình ở đây thêm cũng chẳng đóng góp được gì, nên tìm cách rút lui, cô men theo con đường dưới mặt đất. Đây là con đường được đám người bản thể Tông đào từ bên ngoài nhằm xâm nhập vào bên trong đặt bom. Nếu chỉ là lối đi thì chỉ cần đào một con đường là đủ, nhưng dưới mặt đất lại có một hệ thống đường hầm chằng chịt thông ra nhiều hướng khác nhau. Cậu đoán rằng Độc Bất Tử chỉ là đánh lạc hướng, thu hút sự có mặt của Kính Hồng Trần, còn sát thủ thực sự thì đang làm nhiệm vụ khác. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng tìm được một cái phòng thí nghiệm bí mật. Dù không có chìa khóa thì cửa phòng vẫn tự động mở ra, hoặc vua hậu dễ dàng đi vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bên trong có một người máy kim loại khổng lồ. Bên trong có hơn nghìn cái pháp trận cực kỳ tinh vi mà cậu chưa từng biết đến. Kỹ thuật phải nói là quá tiên tiến. Trên bản đồ có khoanh vùng hai vị trí là Thiên Đấu Thành và Tinh La Thành. Rất có thể, hai tòa thành này là mục tiêu của người kim loại. Như vậy, người kim loại này được sản xuất nhằm mục đích phục vụ chiến tranh. Trên đầu và cánh tay của người kim loại đều có súng laser. Chỉ cần quẹt một cái là có thể đưa tiễn một mạng người xuống đất mẹ. Hoặc vũ hậu phẫn nổ, cậu không muốn cỗ máy chiến tranh này sẽ tàn sát người dân trên đấu la đại lục. Thế là cậu lập tức dùng móng vuốt định phá hủy nó. Tiếc rằng chất liệu của người máy này lại quá cứng rắn, móng vuốt còn không tạo ra nổi vết xước, chứ đừng nói là phá hủy. Hoặc vũ hậu rối trí không biết nên làm gì nữa. Sau khi nhìn ngó xung quanh, cậu lại phát hiện một món hồn đạo khí không gian chuyên dùng để cất chứa đồ vật. Nếu đã không phá hủy được thì trước mắt chỉ có thể làm cho nó không rơi vào tay những kẻ có dã tâm mà thôi. Cậu thu người kim loại vào trong món hồn đạo khí rồi lặng lẽ rút lui. Đúng vào lúc này, một tên hồn sư của bản thể Tông đi tới. Mục đích bọn chúng tấn công Minh Đức Đường là để cướp đoạt đi phong thần đài. Ngay sau đó, Độc Bất Tử cũng đi tới. Lão ta thu phong thần đài vào trong túi. Nhưng vì phôi thai hồn thú 10 vạn năm trong phong thần đài là vật sống, không thể thu vào túi được. Hành động sai lầm này vô tình để bài lộ thân phận. Hóa ra Độc Bất Tử này là do Hoắc Vũ Hậu xung hồn kỹ mô phỏng ra. Tên hồn sư bản thể Tông cũng biết điều đó, nên lập tức tung nắm đấm tấn công. Hoắc Vũ Hạo vội giơ hồn đạo khí ra đỡ đòn. Cú đấm của tên hồn sư vô tình phá hỏng phong thần đài, giải thoát cho hồn thú bên trong.
bị giam cầm là băng thiên tuyết nữ, xếp hạng thứ 3 trong 10 đại hùng thú. Thuộc tính hồn lực cũng là băng. Vì phong thần đài bị cưỡng chế phá hủy khiến gián đoạn quá trình hóa hình. Băng thiên tuyết nữ đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại trạng thái linh hồn, do đó sức mạnh sẽ giảm xuống rất nhanh, linh hồn sẽ không cầm cự được quá lâu. Băng thiên tuyết nữ lao ra ngoài, Kính Hồng Trần và Độc Bất Tử cùng nhau tấn công nàng ta. Việc đầu tiên cần phải làm là trấn áp nữ nhân này lại. Băng thiên tuyết nữ cực kỳ tức giận vì bản thân bị giam cầm bấy lâu nay. Nếu hôm nay không thoát ra ngoài thì sau này sẽ bị người khác hấp thu lấy hồn hoàn, biết mình khó mà sống sót. Nàng ta bạo phát sức mạnh để tự bạo linh hồn nhằm kéo theo đám cường giả ở đây đi cùng với mình. Hàn khí lan tỏa ra tận bên ngoài, đóng băng một khu vực lớn. Minh Đức Đường bị đóng băng thành một cục băng khổng lồ. Chưa dừng ở đó, hàn khí cùng ngưng tụ lại thành một lốc xoáy khổng lồ. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, Minh Đức Đường bị phá hủy lại thành một đống đổ nát. Độc Bất Tử và Kính Hồng Trần đều trọng thương thảm trọng. Tuy nhiên, Kính Hồng Trần lại là người chiếm được lợi thế nhờ vào hồn đạo khí. Phôi thai 10 vạn năm bị phá hủy. Đây là tổn thất cực kỳ lớn. Kính Hồng Trần nghiến răng tức giận. Độc Bất Tử thấy tình thế không ổn nên lập tức ra lệnh rút lui. Kính Hồng Trần không muốn bỏ qua, ông ra lệnh cho mọi người đuổi theo. Tưởng là băng thiên tuyết nữ đã nổ tan xác rồi, ai ngờ vẫn còn giữ lại một chút sức mạnh linh hồn. Chỉ là tia linh hồn của nàng ta lại không ổn định nữa, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngỡ rằng không thể cứu vãn được nữa, băng thiên tuyết nữ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để hy sinh. Nhưng vào thời khắc tuyệt vọng đó, đạo linh hồn trong thức hải lại lên tiếng. Hắn có biện pháp trợ giúp cứu mạng, chỉ là tỷ lệ thành công hơi thấp một chút. Dưới sự thuyết phục của Hoắc Vũ Hậu, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt thì nàng ta cũng đồng ý nhận lời trợ giúp. Tuy tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng kết quả thì các bạn chắc chắn cũng đoán ra được. Băng Thiên Tuyết Nữ thành công giữ lại được đạo linh hồn của mình. Kể từ giờ phút này sẽ chính thức ở lại bên trong biển tinh thần của Hoắc Vũ Hậu.